mua bán @.net, shop mua bán tài khoản Liên Quân Mobile uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yeah, ok. Thì hôm nay anh em thấy là mình đang ở trong căn phòng của mình, ở trong cái map của series trường học ma quái đây, anh em thấy không? Đó. Thì hôm nay á, mình đang xem lại những cái comment của anh em ở trên video của mình nè. Thì dạo gần đây có nhiều bạn bảo mình là: anh ơi, tại sao mà anh ít ra video ấy vậy? Thì mình rất là xin lỗi anh em nha, là bởi vì là mình đang bận một số công việc ở trong nhà đó, cho nên là mình ra video hơi chậm trễ. Rất là mong anh em sẽ thứ lỗi cho mình nha. Với lại một phần nữa đó là anh em xem video của mình mà anh em không bao giờ like cho mình hết à. Dạo gần đây á, chứ cứ lèo tèo 2-3 ngàn like, không có video nào lên được 5 ngàn like luôn, buồn muốn chết luôn. Rồi mà làm sao mình có động lực làm video cho anh em xem được. Bởi thế nên là anh em đừng quên nhấn vào nút like và nút subscribe và nút chia sẻ lên Facebook để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ra ngoài rủ Kyron và anh Mr. Vịt đi kiếm cái gì đó để chơi và quay lại cho anh em xem nha. Ok, đi ra ngoài thôi. Để ra ngoài thử nha. Làm lon lửa đi bạn. Ôi trời, thôi anh làm một lon nữa đi. Làm lon lửa vô. Trời ơi là trời, tính ra là hai người luống thêm lon lửa này. Hai người kia. Vậy hai người làm cái gì cái nhà của tôi mà nhìn cái coca gì đâu mà đặt đầy nhau vậy? Mua mấy thùng coca về uống anh mừng tối nay được lên limo. Trời ơi, à đúng rồi, quên nữa. Anh em đừng quên là nhấn vào nút follow Nemo của mình đó nha. Mình sẽ để ở bên góc bên trái phía trên. Anh em thấy không, sơ Nemo của mình là có số ID bên dưới đó. Anh em hãy nhập số ID hoặc là ghi cái tên đơn giản thôi là Phong Cận TV ở trên Nemo để tìm ra cái tài khoản Nemo của mình và vào xem mình livestream vào lúc 7 giờ tối nha. Ok, rồi giờ tính sổ hai người. Livestream gì mà livestream? Làm lon gì? Gì đây, coca hả, Dẹp, không uống vậy đó. Búc thêm 3 thùng nữa về uống chơi con. Ok, order. Order nè. Im lặng coi, im cho tôi nói coi. Ủa mà hai người làm cái gì mà uống coca nhiều vậy? Tôi nói cho hai người biết nha, mặc dù biết á là uống cái này á là nó ngon thiệt, nhưng mà uống nhiều quá là nó không tốt đó nha. Không tốt gì, coca có lợi cho sức khỏe, có lợi cho tiêu hóa, phải ăn mừng chứ. Trời ơi, tính ra hai ông uống nhiều là hai ông sẽ bị béo phì luôn. Cái ron nè, ông uống nhiều nè, ông sẽ bị béo phì. Còn vịt nè, vịt uống nhiều, vịt cũng sẽ biến thành một con vịt béo ú và vịt sẽ bị men đi làm thịt đó, ông biết không? Không quan tâm. Tiền nhiều làm gì? Làm YouTube kiếm tiền để mua coca uống chơi làm gì? Làm YouTube có nhàn không? Trời ơi, cái gì đâu mà coca đầy hết cả nhà luôn. Trời là trời. Để đếm coi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 100 1 tỷ 1 ngàn. Ok thôi, nhiều quá tôi không đếm nổi rồi. Thôi mặc kệ vậy, tôi mặc kệ hai người cứ ngồi đây, giờ tôi xuống bếp tôi kiếm gì đó ăn đây. Tôi không bao giờ tôi ăn mấy cái đồ độc hại này đâu. Hỏi thêm 10 thùng uống. Thôi anh em ơi, mình nói thiệt với anh em nha, mặc dù là coca đó là nó uống nó ngon thật, và thật ra coca nó cũng đem lại lợi ích cho sức khỏe, nhưng mà uống nhiều quá là không tốt. Uống nhiều quá là sẽ béo phì đó, anh em hiểu không? Đó, thế nên là anh em đừng nên uống nhiều nha. Bây giờ chúng ta hãy mở tủ lạnh ra lấy cái nước ngọt khác uống đi. Thôi đùa thôi, mình sẽ lấy trái cây mình ăn. Ăn trái cây mới có lợi sức khỏe nha. Ủa gì trong tủ lạnh mà có tờ giấy vậy trời, giục đi. Mình mới thấy cái gì đó anh em ơi, đi lượm lại coi. Bản đồ coca khổng lồ. What the hell, bản đồ coca khổng lồ anh em ơi. Ôi đưa mình xem coi, bản đồ coca khổng lồ. Ôi đúng luôn nè. Wow. Anh em ơi, đây là một cái bản đồ coca khổng lồ. Ủa nhưng mà nó có thật không ta? Hay là bây giờ mình sẽ thử rủ anh Mr. Vịt với dây Kyron cùng mình đi kiếm cái bản đồ, đi sử dụng cái bản đồ này để đi kiếm cái lon coca khổng lồ mà cái bản đồ này nói đi nha. Nhưng mà tại sao cái bản đồ này lại nằm trong tủ lạnh? Hay là cái này là do ông Vịt ta? Mình nghĩ chắc cái này là do ông Vịt nó nè, ông bỏ vô này nè, chắc là ông lại kiếm được cái bản đồ này sao ông bỏ vô trong tủ lạnh. Ông này dạo đây á, ông hậu đậu lắm anh em ơi. Nhưng mà cái bản đồ mà cái lon coca khổng lồ này là không biết có thiệt không ta, chắc là mình phải đi kiếm mới được. Đúng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ ra mình rủ Vịt với lại Kyron cùng đi kiếm với mình nha. Ui, hai người. Vậy vậy. Ôi nè, tôi mới vừa kiếm được ở trong tủ lạnh á một cái bản đồ, và cái bản đồ này ghi là bản đồ dẫn đến một cái lon coca khổng lồ luôn. Coca giờ mình đặt trên mạng cho lẹ, đi kiếm làm cái gì thiệt tình. Hỏi kiếm cái gì? Ca nhìn nè, anh em mình đầy dãy coca trong thùng, sau nhà còn 10 thùng nữa. Bây giờ nè, tôi hỏi mấy người nè, một lon coca là bao nhiêu kim cương? 5 kim cương. Vậy 10 lon coca là mấy ông hết 50 kim cương luôn rồi. Bây giờ ở đây đâu, 10 lon coca là hết 30 kim cương. Cái gì 10 lon coca? Cái gì vậy? Trời ơi, ông bị xỉn coca rồi đúng không? Đây nè. Nhưng mà cái này nè, đây chính là một cái bản đồ dẫn đến lon coca khổng lồ. Trời ơi, to lắm luôn á. Cái gì? Trời ơi, cái lon coca. Ê, cái gì? Coca khổng lồ.
coca khổng lồ. Ê, tính ra là coca khổng lồ nó lãi hơn mấy cái thùng lẻ lẻ. Ôi đúng rồi đó, mình uống được cả năm luôn á. Thôi mệt quá, nói chung là hai người có đi hay không? Đấy, nhưng mà đấy, biết đấy, biết đấy, chỗ đấy, đâu mà đi, làm gì có chỗ đâu. Trời, đã nói là có bản đồ ở đây mà còn hỏi nữa, thiệt cái ông này. Ôi thằng nào chạy nên nhét duy nhất cái bản đồ vô mà đi có lo coca cho tóm lại là đi đi người ta mất nè. Chứ không phải là ông hả? Đây đi kiếm đi. Tính ra là coca là cái bản đồ này của anh luôn á. Trời ơi, hôm bữa là anh em mình trúng thưởng cho là uống coca nhiều quá rồi nó cho anh lấy coca nhét vô tủ lạnh. Trời ơi, cái này ủa trời ơi, tính ra cái bản đồ là cái phần thưởng của ông luôn hả? Dịch trời ơi, ghê. Đúng rồi, mua 100 thùng nó mới tặng á. Ok thôi, mình lấy thú cưỡi ra mình đi đi trời ơi, đi cho nhanh anh ơi. Ủa con voi của mình đâu rồi? Đi thôi. Con voi của mình nó nằm trong đây luôn. Ok đi. Ok đi mọi người ơi, đi thôi. Ôi trời ơi, đi mấy tiếng đồng hồ trong khu rừng này mà mãi chưa đến nữa đó. Trời là trời. Ủa. Cái này là ủa? Là ơi, dịch cái con này là con gì anh? Anh là giáo sư, anh có biết con này là con gì không? Từ để EQ 200. Phân tích dữ liệu trong đầu, xoát loát, trời nghiên cứu kiến thức. Không biết anh đã không biết. Ơi hình như không phải, hình như mấy con này là mấy con ma cây sao? Ma cây hả? Ui, bọn nó có tấn công mình không vậy? Hình như là không biết rồi. Nó thân thiện lắm á, đâu để mình thử nói chuyện với nó cái coi. Hello my friend ha, hello. Ôi nó quýnh cây kìa, mình quýnh lại đây. Trời ơi, trời chết tôi rồi, tôi quýnh trên quýnh như bạn tôi rồi. Nó đâu? Nó chết rồi. Nó chết rồi. Tụi này không có thân thiện lắm á. Bọn này không thân thiện lắm ha, hay là bây giờ bọn mình xử bọn nó luôn đi, chứ giờ bọn mình để nó ở đây lỡ mà nó tấn công mấy người đi vào rừng luôn á. Xử luôn mày. Ok, xử luôn, tấn công bọn nó, bọn này chết mày với tao ơi. Mày không chịu phát làm được. Ôi, tính ra từ trước giờ tôi không bao giờ, tôi chưa bao giờ tôi thấy cái con người gỗ trong mini world luôn á không? Giờ tôi mới thấy luôn á. Ôi, quá trời nè. Mày hả mày? Đánh mày nè, không mày, chịu phát mày, màu mày, luôn nè. Mày nè, người gỗ nè. Ok, còn đây nè. Ây da. Người gỗ nè. Ôi trời ơi, tính ra mấy con này là mấy con ma cây. Ơi nó đánh mình đau không ta? Tôi xem. Đánh đau giờ luôn nè. Ây da, trời ơi, nó cũng đánh đau lắm chứ bộ, đâu phải là giỡn đâu. Mày hả? Người gỗ nè. Ok. Đánh mày vậy. Trời ơi, trời. Ok, đợi. Ôi còn ơi, có cái chân trên này, núp hả? Trời mấy con này cũng thông minh ghê, nó biết núp luôn mà dịch. Núp rồi, mày núp rồi. Mày chui đây nhanh. Mày núp ở đâu? Ok, chắc là nó chết luôn rồi. Con này nó yếu máu vậy. Đúng rồi, bọn nó là gỗ. Còn bọn mình đang xài kiếm, bọn mình chặt gỗ rồi mà nó dễ bị chết lắm. Trời ơi, tưởng là bọn nó mạnh lắm. Thôi rồi, thôi mang theo cái bật lửa đốt nó cho lại. Thôi anh đốt cháy rừng luôn á trời. Ok thôi được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến cái lon coca khổng lồ đi. Đi. 1 hour later. Trời, không hiểu luôn. Đi từ hết bên cái vùng đầm lầy, đi qua bên khu rừng xong rồi đi qua tới đây. Ủa sao hai người nhảy cao mà rơi xuống chậm quá vậy? Ủa cái này bị chuyển qua sáng tạo ấy Phong. Đi kiếm khu ca chuyển qua sáng tạo chi ạ? Ủa từ nãy giờ em có chuyển qua sáng tạo đâu. Ủa kìa vậy? Chứ sao anh nhảy như con cầu hồn này? Ôi trời. Ui, hãy là mình đang dần đi đến gần ngay cái lon coca, cho nên là bọn nó cho mình được rơi một cách nhẹ nhàng như thế này ta. Biết đâu được. Đúng rồi, với lại là em còn nghe là cái lon coca nó có thể bay được trên trời luôn á. Bây giờ cho nên là chắc là vậy. Đúng rồi. Ok đi. Ôi ôi ôi, nhìn kìa. Lon coca bự khổng lồ kìa dịch. Trời ơi, cái này chắc mình uống cả đời luôn á dịch ơi. Từng ngày coca mang uống không hết, tắm không hết, rửa mông không hết. Nhìn kìa. Mà đáng trời. Nhìn kìa. Lon coca bự khổng lồ. Trời ơi, tôi không tin được. Tôi không tin được cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi thấy một cái lon coca nào mà nó bự như thế này. Trời ơi, chỉ cần là tôi nhào vào đó thôi tôi có thể bị chết đuối trong coca. Lần đầu tiên tôi bị chết đuối trong coca, tôi nguyện chết đuối trong coca. Vô nhanh. Chia phần nghe. Anh lấy nửa bình còn lại nửa bình. Tào lao á, anh lấy hết nửa bình hả? Phải chia ba chứ. Khoan từ để tôi xem, tôi bay vòng mấy cái. Ủa anh em nhìn nè, trời lon coca bự khổng lồ. Trời ơi nó bự kìa. Để mình xem cái đít của nó. Ơi lộn, mình xem cái đáy của nó coi. Trời. Cay, từ từ uống cay chưa anh em cay. Ủa cái đáy của nó nè. Ôi, cái bộ cái lon coca nó bự đúng bự luôn anh em nhìn nè, nó bự gấp mấy lần người mình luôn, mấy trăm lần luôn, phải là mấy lần nữa trời. Cay vô đây vừa uống vừa tắm luôn rồi cay. Bên dịch. Dịch ơi. Dịch em đang nghĩ là không biết khi nào cay vô nó uống, nó vừa mình bọn mình vừa uống vừa tắm cái đầu có đứa nào nó ị hay là nó tiểu gì trong đó. Ê mày tay chết tao mày. Oh my god. Ôi dịch ơi, ủa sao trong đây nhiều kim cương quá vậy? Hình như là cái lon coca này nó thuộc dạng cái lon coca gì mà bốc thăm chúng sao? Ủa kỳ á, tính ra là em nghĩ là trong đây phải có coca chứ tại sao nó chỉ có nước với lại là kim cương vậy?
chắc là nó phần thưởng của nó là mấy viên kim cương à, chứ không phải là cái coca đâu, bởi vì mấy lần bóc ra toàn chúc bạn may mắn. Bạn may mắn lần sau nhiều quá, giờ được. À thôi kệ đi, nói chung là bọn mình đã kiếm được lon coca khổng lồ anh em ơi. Và trong đây có rất là nhiều kim cương luôn. Kỳ này là bọn mình giàu to rồi, tha hồ mà mua coca uống luôn. Yeah. Hồi chị. Tính ra bây giờ em mới để ý, hình như cái này là chữ Pepsi anh ơi, phải coca. Hả? Phải không? Cái chữ này là chữ Pepsi hay chữ coca à? Sao mà cái lon màu đỏ mà tên Pepsi hư cấu vậy? Ôi à, chứ cái này là coca rồi, ok, cái này là coca nè. Ok, và coi như là bọn mình đã đi kiếm được cái lon coca bự khổng lồ rồi nè anh em. Đó, thì nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của thành viên trong team Hero, đó chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV, Camui TV, Kairon TV nè, Mèo Simi, Sammy Đào và Khang Dừa, để subscribe hộ cho thành viên trong team Hero nha. Rồi cũng đừng quên là hãy chia sẻ clip này lên trên Facebook để cho nhiều bạn xem hơn nha. Nhớ like ủng hộ cho mình nữa nha các bạn. Ít không like quá cái nó đập lùng lon coca ơi. Trời ơi, cái đập cái lụt, nó đập lủng cái lon coca của tôi luôn rồi. Cái này kỳ quá. Ngon okay. Quá, ngon quá. Và tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Còn bây giờ bọn mình sẽ gom kim cương này về để mua coca uống đây. Bye bye.